Kính thưa quý vị, giữa thời đại mà thật giả lẫn lộn, ở Việt Nam bỗng xuất hiện một xu hướng tu tập mà nhiều người gọi là thích được cúng dường. Đúng vào lúc này, một nhà tu hành khác thường đã xuất hiện. Với đôi chân trần, làn da sạm đen, khoác trên mình chiếc y phục từ các mảnh vải vá chẳng chịt, tay ôm chiếc ruột nồi cơm điện, ông phát nguyện đi bộ từ Nam ra Bắc một mình. Cách tu tập này sao mà kỳ lạ. Ông chỉ nhận cúng dường một bữa chay mỗi ngày, không thuyết giảng, không thu nhận đệ tử và ngủ qua đêm tại những nơi đơn sơ như Nghĩa Trang. Đây chính là một phần của hạnh đầu đà, tu tập khổ hạnh theo truyền thống Phật giáo. Hãy nhìn vào các vị tăng tại Chùa Ba Vàng xem họ thực hành ra sao. Cá nhân tôi, dù không hiểu nhiều về Phật giáo, nhưng khi xem MV của họ, tôi chỉ biết khen ngợi. Ôi, quay phim thật đẹp. Vị tăng sĩ bước ra đầu tiên có lẽ là trụ trì Chùa Ba Vàng, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Ông có dáng người cao lớn, khuôn mặt sáng sủa, vầng trán cao, từng bước chân theo hình chữ Five rõ ràng. Trên tay ông là chiếc bình bát vàng ống, nổi bật giữa những bình bát bạc của các vị tăng khác. Các nhà sư lần lượt bước đi, ai nấy đều khoác trên mình tấm y màu vàng nghệ rực rỡ, phẳng phiu, không một vết nhăn hay sờn rách, không một chút bụi trần bám lên. Theo lời giới thiệu, mỗi ngày các vị tăng này đều vượt suối, đi hàng chục cây số đường rừng để khất thực. Sau đó lại quay về chùa. Họ tu hành trong rừng sâu cho đến khi đạt được đạo quả. Tuy nhiên, nhờ sự chuyên tâm tu hành, đôi chân của họ dù đi đường rừng vẫn không bị chai sạn, làn da phơi nắng nhưng vẫn trắng mịn, còn bình bát lội qua suối vẫn sáng loáng, đẹp đến không ngờ. Thưa quý vị, còn một nhà sư gây nhiều tranh cãi gần đây là Ma Tăng, thích tiến sĩ Vương Tấn Việt, người đã lấy được bằng tiến sĩ chỉ sau 2 năm mà không cần có bằng cấp ba. Nghe thôi thì thấy vô lý nhưng lại thực sự xảy ra. Như chúng ta đã biết, Thích Chân Quang từng chỉ trích thầy Thích Minh Tuệ là thằng ba trợn, nhưng giờ đây, câu nói ấy lại phản tác dụng, trở thành cái gậy đập lại lưng hắn. Nhiều Phật tử đã biết đến những hành vi của vị ma tăng này, nhưng vẫn còn một số người chưa tỉnh ngộ và tiếp tục tin tưởng ông ta một cách mù quáng. Sau đây, mời quý vị theo dõi một đoạn video, trong đó có đệ tử của Thích Chân Quang biện hộ cho ông một cách thiếu suy xét. Tôi khẳng định tất cả mọi người trong bài ngoài nước nợ thầy trò ông thích thông qua một lời xin lỗi. Ông thích Trang Quan, ông đã kêu gọi được 100.000 thành viên là chúng thanh niên, họ là đội tử cũng thích Trang Quan, mà thời gian qua tất cả mọi người quyền nghe theo những cái trường thông bẩn mà chửi bới chỉ trích lăng mạ xúc phạm ông thích Trang Quan và tất cả đội tử cũng thích Trang Quan. Thật sự như người ta vẫn nói thầy nào trò nấy. Kính thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà các thanh niên lại tuân theo lời quang một cách mù quáng như vậy, chắc chắn có nguyên nhân đằng sau. Theo thích nữ tường phổ, bất kỳ ai mới tiếp xúc với tôn giáo của quang đều sẽ được giới thiệu về việc lạy Phật. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là một mưu kế tinh vi của hắn. Ngoài ra, Quang luôn đề cao ba tâm hạnh cơ bản trong tôn giáo của mình. Một, nguyện lòng tôn kính Phật tuyệt đối, dù quang không nói rõ là phật nào hai nguyện trải lòng từ bi yêu thương tất cả chúng sinh và muôn loài mà nguyện khiêm hạ đến mức cực đoan mà điều này vô cùng nguy hiểm ba tâm hạnh này là những điều quang dạy đệ tử mỗi khi họ lại phật nghe qua thì không có gì quá sai trái nhiều người thậm chí còn nghĩ đây là những giá trị tốt đẹp như tôn kính phật từ bi và khiêm hạ nhưng vấn đề nằm ở cách quang vận dụng chúng thời mạt pháp ngay cả những điều có vẻ như đúng với Phật Pháp cũng có thể bị lợi dụng để mưu lợi cá nhân. Tường Phổ đã đề cập chi tiết về việc quang lợi dụng lòng tôn kính Phật trong phần trước, còn ở đây chúng ta sẽ đi sâu vào hai hạnh nguyện còn lại. Trước hết, về lòng từ bi, Phật từ bi với tất cả chúng sinh nhưng lòng từ bi của Ngài dựa trên trí tuệ và sự sáng suốt. Nếu lòng từ bi được kết hợp với sự thiếu hiểu biết, nó có thể trở thành sự phá hoại. Yêu thương và từ bi là điều tốt, nhưng cần được áp dụng đúng người, đúng hoàn cảnh. Tuy nhiên, Quang lại đặc biệt nhấn mạnh việc từ bi với ma. Trong các bài giảng về thế giới tâm linh, hắn thường yêu cầu các đệ tử phải yêu thương và cúng cơm cho ma hàng ngày. Tại các buổi tu tập hàng tuần, luôn có nghi thức cúng cơm cho ma trước khi bắt đầu. Tại các chùa nơi Quang trụ trì hoặc trong những ngôi biệt thự của hắn, việc cúng cơm cho ma diễn ra hàng ngày vào lúc trời trạng vạng khi có người hỏi quang về cách xử lý khi nhà có ma hắn không ngần ngại khuyên họ yêu thương và sống chung với ma cúng cơm cho ma ăn hàng ngày hậu quả là nhiều người trẻ khi theo quang đã mang những tư tưởng lệch lạc này về nhà cúng cơm cho ma mỗi tối bỏ qua lời khuyên răn của cha mẹ và người thân thay vì quan tâm chăm sóc gia đình họ lại dành sự chú đáo cho những nghi thức của ma điều này khiến gia đình rơi vào tình trạng mâu thuẫn hàng xóm dị nghị Đáng buồn thay, nhiều người lại không nhận ra sự sai lệch trong tư tưởng này. Câu hỏi đặt ra là Thích chân Quang đang thờ ai và theo đạo gì khi dạy đệ tử những điều như vậy? Họ bỏ bê gia đình, không xây dựng sự nghiệp, mà chỉ lo cúng cơm cho ma và cúng tiền cho Quang. Thực sự, Tường Phổ cảm thấy vô cùng lo lắng cho thế hệ trẻ khi họ bị dẫn dắt theo con đường sai trái này. Cần nhấn mạnh rằng Phật từ bi với muôn loài vì ngài có trí tuệ vô biên và năng lực thần thông nhưng các đệ tử của quang không có những khả năng đó vì vậy không thể áp dụng lòng từ bi một cách bừa bãi như vậy nếu trong xã hội tất cả đều hành xử với lòng từ bi không phân biệt không xét đến hoàn cảnh thì chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn lòng từ bi cần phải được áp dụng đúng lúc đúng nơi và với đúng người quang thường dạy đệ tử của mình về tâm khiêm hạ tức là lòng khiêm nhường không được kiêu căng hay tự cao và không coi mình hơn người khác đến đây quan điểm này hoàn toàn hợp lý tuy nhiên quang lại thể hiện quan điểm này một cách cực đoan ông yêu cầu phải khiêm hạ như đất mới là đủ quang dạy rằng những thanh niên theo ông phải xem bản thân mình như cát bụi như đất dưới chân người khác dù có bị trà đạp bị vứt bỏ bị phỉ báng hay thậm chí bị đánh đập họ cũng phải chấp nhận tất cả mà không phản kháng ở đời bất kỳ điều gì thái quá cũng không tốt và sự khiêm nhường nếu đẩy đến mức cực đoan như vậy lại trở thành một vấn đề nghiêm trọng điều này dẫn đến việc hình thành một thế hệ thanh niên yếu đuối nhu nhược và hoàn toàn cam chịu hơn nữa quang còn dạy họ phải tuyệt đối tuân phục tức là không chỉ nghe lời mà còn phải làm theo mọi chỉ thị mà không phản kháng những ai tuân thủ một cách mù quáng mới được coi là con cưng của quang ni được xem là đệ tử ngoan của phật mặc dù ông không nói rõ phật nào còn ai thắc mắc phản biện hay chỉ đơn giản là hỏi lại đều bị gán mác là ngu ngốc kiêu ngạo và thiếu kính trọng theo quang đệ tử phải tuyệt đối tuân phục sư phụ vì sư phụ luôn đúng nếu có điều gì đệ tử không hiểu hoặc thấy sai đó là vì họ chưa tu đủ cao chưa đủ sáng suốt thực chất theo cách nói của ông đệ tử chỉ đơn giản là ngu dốt không hiểu được ý nghĩa cao siêu của sư phụ bởi vì sư phụ không bao giờ sai qua những phương thức thao túng tâm lý và tẩy não này các đệ tử của quang đã ngấm dần tư tưởng lệ thuộc ấy qua năm tháng ông đã tạo nên một mạng lưới đạo tràng rộng lớn trải dài từ bắc vào nam nơi mà những người theo ông luôn coi lời quang là mệnh lệnh tuyệt đối dù có bị chỉ trích hay lên án họ vẫn ngoan cố vâng lời điều dễ thấy nhất là khi quang bị báo chí chính thống vạch trần các hành vi sai trái cộng đồng đệ tử của ông đồng loạt đăng những bài viết giống nhau trên mạng xã hội để thanh minh điều này cho thấy họ chỉ sao chép nội dung từ một nguồn duy nhất không có bất kỳ tư duy độc lập nào chỉ hành động như những chiếc máy được lập trình sẵn điều đáng lo là nếu quang ra các mệnh lệnh cực đoan những thanh niên này sẽ thực hiện theo mà không hề suy nghĩ tạo ra một tình trạng nguy hiểm cho xã hội. Kính thưa quý vị, Thầy Thích Minh Tuệ đã ảnh hưởng đến Chùa Ba Vàng, Chùa Phật Quang và Phật Giáo ra sao? Dù đang hành cước hay bị ẩn cư, Thầy Minh Tuệ đã phơi bày sự giả dối của từ những kẻ giả mạo tu hành cho đến những người thầy giáo lý lớn tuổi. Nói cách khác, ngay cả khi Thầy Minh Tuệ không còn hiện diện, sự tu hành của Thầy đã đạt đến cảnh giới của một vị Phật. Trong khi đó, những nhân vật như thích trân quang và thích trúc thái minh dù vẫn sống chỉ tồn tại với tâm hồn của kẻ vô mình hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét hiện tượng đang gây tranh cãi trong giới phật tử việt nam thầy thích minh tuệ không nắm giữ bất kỳ chức vụ hay tài sản nào đã chọn con đường tu hành không sở hữu vật chất sống thực sự như một người vô sản tuy nhiên chính sự giản dị và lòng thành của thầy đã tạo nên sự chấn động trong xã hội việt nam thu hút sự ủng hộ của những người yêu hòa bình và khát khao chân lý mà Phật giáo truyền đạt. Những giá trị mà họ tìm kiếm là những gì thầy Minh Tuệ đang thực hiện. Ngoài sự giản dị và khiêm nhường, thầy Minh Tuệ còn được kính trọng bởi những câu trả lời thực tế và rõ ràng cho mọi người. Ngược lại, nhiều nhà sư khác lại lợi dụng danh tiếng, tự xưng là tiến sĩ, giáo sư và tỏ ra uyên bác chỉ để lôi kéo tiền của và sự cúng dường từ người dân. Đối với những người không có tiền hoặc chỉ cúng dường ít, họ thậm chí còn bị đe dọa rằng sẽ bị trừng phạt bởi các thế lực siêu nhiên. Điều này khiến nhiều Phật tử phải đặt câu hỏi, tại sao họ lại tìm đến Thầy Thích Minh Tuệ, người không có gì ngoài đôi chân trần, dầm mưa dãi nắng? Thầy không kêu gọi, không lôi kéo ai và cũng không cần ai bảo vệ, bởi Thầy không sở hữu bất cứ thứ gì để phải bảo vệ. Dù vậy, người dân vẫn tự nguyện theo Thầy, muốn gặp gỡ, cổ vũ và tôn kính Thầy không chỉ những phật tử trong đạo phật mà cả những tu sĩ thuộc các tôn giáo khác cũng kính trọng và ngưỡng mộ thầy minh tuệ điều này tạo nên một sự tương phản rõ ràng với những nhân vật như thích trân quang hay thích trúc thái minh những người đã lợi dụng tôn giáo để mưu lợi cá nhân người dân đã nhận ra đâu là sự chân thành lòng từ bi và trí tuệ thật sự đến từ thầy thích minh tuệ với hiện tượng này nhiều phật tử đã từng u mê chạy theo những kẻ mạo danh tu hành để cầu mong hạnh phúc tiền tài và giải oan giờ đây đã tỉnh ngộ và nhận ra mình đã bị lừa gạt các chùa như ba vàng và phật quang từng đông đúc giờ đây trở nên vắng vẻ giống như các văn bản từng mô tả về cảnh tịch mịch của chùa bà đanh sự thật về những khoản thu nhập khổng lồ của các chùa không còn là điều bí mật người ta đồn rằng những người trụ trì nắm giữ hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỷ đồng và có mối quan hệ rộng rãi tuy nhiên sức ảnh hưởng của những kẻ này không thể sánh với một người vô sản như thầy thích minh tuệ chỉ với nụ cười và vài lời giản dị thầy đã chinh phục lòng tin của phật tử trong khi những kẻ mạo danh vẫn loay hoay tìm cách giữ vững địa vị của mình phật tử không còn đến chùa điều đó đồng nghĩa với việc các chùa mất đi nguồn thu cúng dường điều này chắc chắn gây ra sự phẫn nộ và lo ngại từ những kẻ trục lợi họ biết rõ nguyên nhân là từ một người tu hành vô sản không sở hữu tài sản nhưng lại gây thiệt hại lớn cho họ thầy thích minh tuệ cần phải cảnh giác với những âm mưu trả thù có thể xảy ra những người yêu mến và bảo vệ thầy cũng cần lo lắng cho sự an toàn của thầy một trong những mối lo ngại lớn nhất là các kẻ xấu có thể bị mua chuộc để chống lại thầy tuy nhiên khả năng này là rất thấp bởi phật giáo việt nam đã bước sang một trang mới hiện tượng thầy thích minh tuệ đã thấm sâu vào lòng người dân. Họ biết rõ đâu là chân lý, đâu là sự thật và không dễ bị lừa gạt nữa. Những người yêu chuộng hòa bình, lẽ phải và chân lý cần lên tiếng để bảo vệ Thầy Thích Minh Tuệ, người đã và đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Sự hiện diện của Thầy Thích Minh Tuệ như một luồng ánh sáng, phản chiếu, rõ thực trạng tiêu cực tại một số ngôi chùa ngày nay. Nhiều ngôi chùa bị kiểm soát bởi những nhà sư lạm dụng tôn giáo, chỉ quan tâm đến việc nhận cúng dường và ép buộc tuyên truyền các hình thức mê tín để thu hút nhiều sự ủng hộ tài chính hơn. Người dân Việt Nam hiểu rõ rằng cúng dường không phải là điều sai trái, nhưng một số nhà sư đã lợi dụng việc này để lan truyền những tín ngưỡng sai lệch, gọi hồn, chữa bệnh mờ ám nhằm che đậy những hành vi không trong sáng. Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của Thầy Minh Tuệ, người luôn thực hành đời sống khổ hạnh, chỉ ăn một bữa mỗi ngày, và sống một cách giản dị đã tạo ra một nguồn cảm hứng đặc biệt. Công chúng tin rằng những nhà sư như thầy Thích Minh Tuệ mới thực sự là đại diện của đạo Phật chân chính, phản ánh niềm tin đạo đức của Phật giáo tại Việt Nam. Sau thời gian thầy Minh Tuệ vắng bóng, nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ thầy đều cảm thấy lo lắng, đặt ra câu hỏi tại sao theo truyền thông nhà nước, thầy được cho là ẩn tu an cư kiết hạ, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về việc thầy sẽ tiếp tục hành trình khất thực nhiều nghi vấn được đặt ra liệu rằng thầy có đang bị chính quyền và công an quản thúc trên mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều thông tin về các vị khất sĩ từng theo thầy minh tuệ bị chia rẽ phải rời xa nhau một cách bất ngờ những vị khất sĩ này trước đó đã bị công an đưa về nơi cư trú mà không rõ lý do như trường hợp của sư minh nhuận sư minh nhuận đã nhiều lần lên tiếng hỏi tại sao đi tu mà lại bị cản trở liệu hành động này có ảnh hưởng đến ai hay không những câu hỏi này khiến người nghe cảm thấy đau lòng khi nhận ra rằng có những thế lực âm thầm phá hoại hạnh tu đầu đà và các lực lượng an ninh đang tiếp tay một cách công khai để bảo vệ một số nhà sư trong hệ thống phật giáo quốc doanh với thầy minh tuệ hình ảnh một vị chân tu sống giản dị chân chất và những lời nói mộc mạc của thầy đã chạm đến trái tim của nhiều người Hành trình tu hành của thầy từ năm 2015 đến nay đã kéo dài 8 năm và dù gặp phải nhiều khó khăn như việc đi chân đất trên các đoạn đường gồ ghề, thầy vẫn kiên định tiếp tục tu tụ tập. Người ta nhận ra rằng, tu hành chân chính phải giống như thầy Thích Minh Tuệ, không chỉ giữ tâm hồn thanh tịnh mà còn tránh xa các sai lầm và mê tín trong quá khứ. Hàng triệu con tim vẫn hướng về thầy, nhưng đáng tiếc rằng do những thế lực đen tối đang vây quanh, thầy phải tiếp tục bị ẩn tu chưa thể trở lại. Kính thưa quý vị, chúng ta hay nghe và không ít lần mở miệng nói về thế lực thù địch cho dù đứng và diễn dịch trên biên kiến nào, chúng ta vẫn có đôi lần như vậy. Thế nhưng thế lực thù địch là ai và chúng ta thực sự nhận chân nó chưa? Thưa quý vị, có nhiều quan điểm cho rằng Thích Trân Quang là một nhân vật gây tranh cãi khi ông từng công kích vị anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. Ông cho rằng việc Lý Thường Kiệt đánh giặc Trung Quốc là hành động hỗn, và hơn thế nữa, ông lại ca ngợi vua Càn Long của Trung Quốc, người từng ra lệnh cho tướng Tôn Sĩ Nghị tiến quân xâm lược nước ta. Thậm chí, Thích Trân Quang còn so sánh Việt Nam với Trung Quốc, nói rằng: "Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, anh bảo gì em phải nghe nấy." Cũng có ý kiến cho rằng Thích Chân Quang không chỉ là một thầy tu phản động, mà còn có thể là một gián điệp âm mưu phá hoại đất nước từ bên trong bằng những bài giảng gây mâu thuẫn, gieo rắc tư tưởng lệch lạc cho người dân Việt Nam. Trước tình hình đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra quyết định cấm ông thuyết giảng trong vòng 2 năm. Theo cá nhân tôi, có lẽ giáo hội nên sử dụng ngôn từ chính xác hơn khi chỉ rõ ràng hành vi của Thích Trân Quang là nói sai trái hơn là thuyết giảng. Lệnh cấm này có nghĩa là ông không được phép nói bậy dưới mọi hình thức trong hai năm tới tuy nhiên vấn đề là liệu sau hai năm ông ta có thể tiếp tục những hành vi này hay không đây là điều mà lẽ ra cần được ngăn chặn triệt để từ trước và không chỉ riêng thích trân quang mà cả thích trúc thái minh và đệ tử phạm thị yến cũng đã gây ra không ít điều tiếng xấu làm giảm sút lòng tin của người dân vào đạo phật những vụ việc liên quan đến chùa ba vàng với những phát ngôn lệch lạc về nghiệp báo khóa tu và các hiện tượng mê tín dị đoan đã khiến dư luận phẫn nộ điều này không chỉ diễn ra trong một năm mà đã kéo dài đủ để minh chứng cho những gì họ đã gieo rắc đặc biệt là những tư tưởng làm hại trẻ em đây không phải lần đầu tiên và thật khó để dự đoán rằng đó sẽ là lần cuối cùng dù giáo hội đã đưa ra những hình thức kỷ luật như việc buộc thích trúc thái minh sám hối nhưng sau đó ông và đệ tử của mình lại tiếp tục có những hành vi đi ngược với đạo lý trong khi đó với thích trân quang dù có nhiều tranh cãi về việc các bài giảng của ông có bị cắt ghép hay không thì hình thức kỷ luật mà giáo hội đưa ra cũng phần nào làm rõ được bản chất vấn đề những hành vi lợi dụng tôn giáo đức tin để trục lợi hay phục vụ mục đích cá nhân đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đạo phật dù người dân có niềm tin vào tôn giáo nhưng những ma tăng lợi dụng điều này đã làm biến tướng đạo giáo gây ra sự mất niềm tin trong xã hội. Việc xử lý như đã làm với Thích Trân Quang là một bước đầu tiên nhưng cần phải mạnh tay hơn nữa để khôi phục lại lòng tin của người dân. Kính thưa quý vị, câu chuyện về tấm bằng của Thích Trân Quang cùng với hàng ngàn tấm bằng tiến sĩ, chứng chỉ võ sư, giấy xác nhận kỷ lục, huân chương và huy chương đầy tính lừa dối đã tồn tại bấy lâu thực sự cho ta thấy điều gì? Trước tiên, điều cần nói chính là sự tồn tại của một thế lực thù địch không phải ở bên ngoài mà đã ăn sâu vào tâm hồn con người gia đình cộng đồng quốc gia và dân tộc chúng ta đã từng ngày vun đắp nuôi dưỡng nó đến khi nó lớn mạnh và bắt đầu tiêu diệt đi chút lương tri lòng tự trọng còn lại trong mỗi người đó chính là sự dối trá một thứ dối trá có tính chất lịch sử làm biến dạng tinh thần của cả một dân tộc chúng ta luôn ca ngợi những giá trị trung thực lòng ngay thẳng và tính nhân văn, nhưng mâu thuẫn thay, nhiều người trong số chúng ta ở đây xin hiểu chúng ta như là đại diện cho xã hội Việt Nam mà không phân biệt quan điểm hay chính trị. Lại là những người viết sách, dạy đạo đức cho người khác. Thậm chí, khi sách còn chưa kịp phát hành hết thì chính những người ấy đã vướng vào vòng lao lý vì những hành vi thiếu đạo đức và gian trá. Sự gian dối xuất hiện khi lòng đố kỵ và tính ngạo mạn trong những người có thể dẫn dắt xã hội bắt đầu nảy sinh. Trước tiên, họ cố thay đổi lịch sử sao cho phù hợp với tư tưởng của mình. Khi lịch sử bị bóp méo, nó len lỏi vào giáo dục, văn hóa, chính trị và cuối cùng tác động đến cả kinh tế. Điều này cho thấy sự dối trá đã xâm nhập vào mọi ngõ ngách của xã hội và con người, dù muốn hay không, cũng buộc phải sống trong một quy trình mới, quy trình nói dối. Quy trình này mang tính toàn diện và có quyền chi phối đã nhanh chóng đẩy mọi thế hệ vào một vòng lặp bế tắc. Trong bế tắc ấy, người ta vừa tuyệt vọng, vừa bám víu, vừa cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thoát ra được. Từ đó, những biểu hiện như cơ hội, gian trá, thậm chí cả niềm vui và hạnh phúc cũng đều phát sinh từ bế tắc này. Và đến giai đoạn hiện tại, sự dối trá không còn là hiện tượng xã hội đơn thuần mà đã trở thành hệ quả tất yếu của một xã hội đã ngấm sâu vào vòng xoáy của nó thích trân quang từng sử dụng một tấm bằng bổ túc trung học giả để tiến xa hơn trong con đường học vấn đạt được bằng cử nhân luật thậm chí trở thành thủ khoa tiến sĩ luật sau đó chính ông đã thẳng thắn tuyên bố rằng nghề luật sư là một nghề gian dối điều này có lẽ không quá khó hiểu khi ông ta nắm rõ toàn bộ quy trình đào tạo của các trường đại học luật cũng như các cơ sở giáo dục khác những nơi vốn được xem là biểu tượng của tri thức và sự tiến bộ thực chất có thể bị ví như những cái chợ đầy náo loạn trong một xã hội mà bất kỳ nơi nào có sự tham gia của trí thức nơi đó thường xuất hiện những cuộc cạnh tranh ganh đua và đố kỵ khi đó đồng tiền sẽ có cơ hội để chi phối mọi thứ khi cái chợ đủ lớn và mạnh thì giá trị của sự mua bán cũng có thể khiến người ta bất ngờ điều gì không mua được bằng tiền sẽ có thể mua được bằng rất nhiều tiền đó là một thực tế trong xã hội hiện tại câu chuyện về tấm bằng tiến sĩ của thích trân quang chỉ là một ví dụ trong hàng triệu trường hợp về bằng cấp thạc sĩ tiến sĩ cử nhân và những danh hiệu học hàm giáo sư chỉ mang tính chất hình thức và nhằm hợp thức hóa mức lương những vấn đề này không chỉ đơn giản là gánh nặng xã hội mà còn là yếu tố tiềm ẩn để kích hoạt những xung đột lớn trong xã hội tạo nên một quả bom mâu thuẫn có thể phát nổ bất cứ lúc nào vụ việc của thích trân quang chỉ là sự khởi đầu như một vết nứt nhỏ trên bề mặt khiến hàng loạt vụ việc khác dần dần lộ diện dưới ánh sáng của sự thật điều này không chỉ diễn ra trong lĩnh vực giáo dục mà ở bất kỳ lĩnh vực nào chúng ta cũng có thể thấy sự gian dối lừa lọc và thiếu trung thực người ta thường tin rằng những người theo học võ phải mang tinh thần thượng võ nhưng trong thực tế dưới chế độ xã hội chủ nghĩa các võ sư có thể còn cơ hội và gian trá hơn nhiều so với những lĩnh vực khác không chỉ trong giáo dục tri thức mà ngay cả trong giáo dục võ đạo cũng tồn tại đầy rẫy những sự giả mạo và gian lận. Hãy nhìn lại số lượng võ sư, huấn luyện viên cao cấp ở Việt Nam. Bao nhiêu người trong số đó thực sự có đủ năng lực và trình độ để giảng dạy một cách nghiêm túc? Chưa kể đến việc không ít huấn luyện viên đã lợi dụng buổi tập để quấy rối các nữ sinh, một biểu hiện rõ ràng của nhân cách lệch lạc. Dường như cái xấu đã lan tràn khắp các lĩnh vực và những người còn giữ lại chút lương tri đang phải chật vật để tồn tại trong sự ngột ngạt đó, cố gắng bảo vệ chút gì còn sót lại trong tâm hồn. Điều đáng sợ là ngay cả những người từng được xem là biểu tượng của công lý, bảo vệ kẻ yếu, khi bức màn hạ xuống, họ lại phơi bày bộ mặt thật của một sự xấu xa vĩ đại. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta nên hoàn toàn bi quan về xã hội. Thực tế, trong mỗi con người dù tưởng chừng đã bị cái xấu chiếm lĩnh hoàn toàn vẫn tồn tại những mặt tốt chưa có cơ hội phát triển có thể nói trong một xã hội mà cơ chế điều hành và chính trị bị chi phối bởi cái xấu thì việc cái tốt tồn tại một cách hiển nhiên là điều vô cùng khó khăn nhưng điều đó không có nghĩa rằng sự lương thiện và lòng tốt đã hoàn toàn biến mất thay vào đó chúng chỉ bị áp bức đè nén thậm chí bức tử dưới áp lực của xã hội bất công dẫu vậy một điều chắc chắn là lòng tốt và sự thiện lương không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn chính vì lý do đó khi có một tia sáng thiện lương như trường hợp của thích minh tuệ nó lập tức tạo ra một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội điều này cho thấy sức mạnh của cái tốt và sự lương thiện có thể bùng phát bất cứ lúc nào dù hoàn cảnh hiện tại có khắc nghiệt đến đâu đến thời điểm này người ta không ngừng đặt câu hỏi và nghi ngờ về năng lực thực sự của những cá nhân nắm giữ vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo việt nam điều này dễ hiểu và không hề bi quan bởi trong khi những kẻ giả dối với quyền lực và sự hưởng lợi tiếp tục chiếm giữ các vị trí cao thì còn đó hàng triệu người với tri thức thật bằng cấp thật và năng lực thật đang phải vật lộn với cuộc sống bằng những công việc như xe ôm shipper hay thậm chí là bán vé số đây là một thực trạng đáng buồn khi nhìn từ góc độ công bằng xã hội, nhưng khi xét từ khía cạnh của sự tồn tại của lòng thiện lương, điều đó lại mang đến niềm hy vọng. Cũng giống như trong các môn võ thuật, khi những tấm bằng vô giá trị trở thành trò đùa, vẫn còn những võ sư tận tụy truyền dạy cho thế hệ trẻ với cả tấm lòng nhân đức và sự tận tâm. Ngay cả khi những kẻ như thích chân quang với bằng cấp giả mạo đang mê hoặc đám đông để làm giàu, vẫn có những trí thức âm thầm dạy dỗ học sinh nghèo giúp chúng bù đắp khoảng trống về tri thức và nhân cách. Chỉ cần nhìn vào những điều này, chúng ta có thể tin rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn vì bình minh sẽ luôn đến sau đêm tối. Kính thưa quý vị, Nhật Bản có một câu ngạn ngữ rằng lúa chín cúi đầu, với nghĩa đen là khi lúa chín hạt sẽ chịu nặng, còn nghĩa bóng là người càng hiểu biết nhiều, càng khiêm nhường. Người Việt đã mở rộng ý nghĩa này thành câu sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu. Đây là quy luật tự nhiên rằng những gì thiếu thốn thường được phô trương nhiều hơn. Người không giàu có thì hay thể hiện sự giàu có và người thiếu hiểu biết thường thích khoe khoang kiến thức. Điển hình là trường hợp của Vương Tấn Việt, hay còn gọi là thích chân quang. Mặc dù chưa hoàn thành chương trình học phổ thông cơ bản, có lẽ thậm chí chưa qua cấp hai, ông ta vẫn ra vẻ là người hiểu biết sâu rộng. Từ việc lập chùa, tự xưng thầy, giảng dạy đệ tử cho tới việc thành lập võ phái Phật Quang Quyền, viết sách, sáng tác nhạc và viết cả kịch bản phim. Tất cả đều nhằm mục đích xây dựng hình ảnh một người tài giỏi, có khả năng văn võ toàn diện và vượt trội trong mọi lĩnh vực. Nếu những việc này chỉ giới hạn trong khuôn khổ ngôi chùa mà ông ta trụ trì, có lẽ không ai bận tâm. Nếu chỉ đơn giản giữ yên vị trí vua trong cái chùa ấy thì đến giờ danh tiếng của ông ta cũng không lan xa. Nhưng thói phô trương dường như chỉ ngày càng nặng thêm, đặc biệt đối với những người thiếu năng lực thực sự, họ không thể tự phản tỉnh và nhận ra khuyết điểm của mình. Càng tự ti, họ lại càng khao khát thể hiện bản thân, mong muốn được công nhận. Việc mở khóa tu, lập võ đường, sáng tác nhạc, thơ và kịch bản mà không có bất kỳ bằng cấp chính thức nào, thực chất chỉ là khoác lác. Vương Tấn Việt dường như cố gắng chứng minh cho mọi người thấy mình là một nhân vật xuất chúng không chỉ đơn thuần là cháu ruột của hồ chí minh về huyết thống mà còn vượt trội về tài năng vì thế ông ta đã tìm cách để lấy được bằng tiến sĩ nhằm vinh quy bái tổ và khẳng định vị thế trong dòng họ hồ chính việc nhận mình là cháu ruột của ông hồ đã thể hiện rõ tính kiêu ngạo của ông ta ngay cả những người thân thiết của hồ chí minh như nông đức mạnh hay nguyễn tất trung còn không dám công khai nhận cha hoặc như nguyễn sinh hùng dù là chủ tịch quốc hội nay cũng chưa bao giờ dám khẳng định mình là họ hàng với Nguyễn Sinh Cung, tên thật của Hồ Chí Minh chưa công chúng. Việc Vương Tấn Việt nhận mình thuộc dòng họ Hồ chỉ càng làm lộ rõ sự tự ti và thiếu tự tin về năng lực bản thân. Không có bằng cấp chính quy, không có kiến thức thực sự, ông ta đã phải dựa vào mối quan hệ với ông Hồ để nhận được sự ưu ái đặc biệt từ Đại học Luật Hà Nội, cho phép học nhanh, học vượt mà không cần kiểm tra đầu vào. Và nếu nói về sự ưu ái của Đại học Luật đối với dòng họ ông Hồ, câu chuyện này có lẽ còn dài hơn nữa. Quay trở lại chuyện bằng cấp giả mạo của người mang họ Vương, nhưng cháu họ Hồ thân thích với họ Nguyễn và pháp danh là họ Thích. Nếu hắn thật sự là một nhà tu hành chân chính, buông bỏ mọi chấp niệm và sân si với đời, có lẽ đã không tự mình bước vào cái bẫy do chính mình tạo ra như hiện nay. Hắn dự định dùng bằng tiến sĩ luật để làm hợp pháp hóa những lý thuyết luân hồi đầu thai mà hắn thường giao giảng cho các tín đồ nhưng rốt cuộc chính tấm bằng tiến sĩ ấy lại trở thành con dao hai lưỡi vạch trần sự giả dối và lừa đảo mà hắn đã thực hiện suốt thời gian qua sống trong sự tung hô và tôn thờ quá lâu hắn nghĩ không ai nhận ra sự gian trá xảo quyệt và việc sử dụng bằng giả của mình như một con ếch sống trong đáy giếng hắn tưởng rằng thế giới của mình an toàn tuy nhiên khi cầm tấm bằng tiến sĩ trên tay chính là lúc hắn tự nhảy ra khỏi miệng giếng, nhìn thấy một bầu trời bao la hơn. Nơi đầy rẫy những mối nguy hiểm như co và vạc đang chờ săn mồi. Khoe cái bằng đó với những tín đồ mù quáng thì không sao, nhưng mang ra khoe trước xã hội thì lập tức bị phát giác. Nhìn vào câu chuyện của Thích Trân Quang, ta thấy rằng Đảng Cộng sản ngày nay cũng không khác gì người tu hành hám danh kia. Không đủ năng lực, nhưng tự ti rồi tự huyễn, hoặc mình trong sự tân bốc, Nịnh hót của đám thần dân quá lâu, họ dần trở nên kiêu ngạo và mắc chứng bệnh vĩ cuồng. Càng nói về đạo đức, họ lại càng thiếu đạo đức, nhưng việc người dân chưa lên tiếng không có nghĩa là người dân không biết sự thật. Phải nhớ rằng, nịnh bợ quá độ sẽ dẫn đến suy tàn. Thưa quý vị, Thượng tọa Quang từng là một nhân vật nổi bật trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam với hàng trăm nghìn Phật tử khắp cả nước, kính trọng và ngưỡng mộ mỗi lần ông xuất hiện tại các buổi thuyết pháp ông luôn là tâm điểm của sự chú ý chẳng khác nào một ngôi sao trong làng phật giáo tuy nhiên sau khi những sự thật gần đây được phơi bày ông đã rơi vào tình cảnh mất hết uy tín và danh tiếng một cách đáng kể từ chỗ là một người có tầm ảnh hưởng sâu rộng và được tôn kính trong phật giáo thượng tọa quang giờ đây trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích bị cộng đồng xa lánh thậm chí khinh thường điều gì đã dẫn đến sự suy sụp này những lỗi lầm nào đã khiến sự nghiệp và danh dự của ông đi vào ngõ cụt chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những sai lầm nghiêm trọng mà ông thích trân quang đã mắc phải có lẽ con đường ông đi vào phật giáo đã quá thuận lợi và ánh hào quang nơi cửa phật đã đến với ông quá nhanh chóng điều này dường như đã làm thay đổi bản chất của ông khiến ông đi lệch khỏi con đường đúng đắn quên đi những giáo lý quan trọng về việc buông bỏ tham sân khi mà phật giáo luôn đề cao dần dần sự tự tin quá mức đã khiến ông tin rằng mình vượt trội hơn người khác dựa vào các bằng cấp mà ông có thậm chí ông đã cả gan sửa đổi các giới luật của phật giáo một hành động táo bạo và vô cùng nguy hiểm chính những sai lầm này đã khiến ông đánh mất đi tinh thần của một phật tử chân chính người phải biết từ bỏ tham vọng quyền lực và danh tiếng để tu dưỡng tâm hồn cứu độ chúng sinh không phải chùa chiền to lớn hay nhà thờ nguy nga mới là nơi thiêng liêng nhất, mà chính là tấm lòng chân thành, lòng bao dung và sự hy sinh. Khi tâm hồn hướng thiện, ta sẽ xây dựng được ngôi chùa hay nhà thờ đẹp nhất trong lòng mình. Như Đức Phật đã dạy, cuộc sống này vốn dĩ đầy dẫy những khó khăn và đau khổ. Những người được chọn để tu hành thường mang trên vai một sứ mệnh to lớn, đòi hỏi sự hy sinh không nhỏ. Họ thường quyết định bước vào con đường đơn giản sống khổ hạnh để tôi luyện tâm hồn và tinh thần mục tiêu của sự khổ hạnh này chính là dùng lòng từ bi và sự hy sinh của bản thân để giảm bớt nỗi đau trong cuộc sống nhờ vào đó họ có thể tích lũy công đức và mở rộng lòng từ bi để cứu giúp chúng sinh ngược lại hiện nay chúng ta lại chứng kiến một số vị trụ trì sống trong xa hoa được bao quanh bởi quyền lực và sự tôn kính của nhiều người họ xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng sử dụng những vật dụng xa xỉ, sở hữu hàng loạt bằng cấp và thành tích đáng nể. Dĩ nhiên, không ai nói rằng người tu hành không nên học cao hay không được hưởng những tiện nghi hiện đại. Tuy nhiên, đối với những ai theo đuổi con đường tu tập, việc giảng dạy và thực hành giáo lý của Phật mới là trọng tâm, trong khi những vật chất kia chỉ là phù du. Gần đây, vụ việc liên quan đến trụ trì Chùa Thiền Tôn Phật Quang, Sư Thích Trân Quang đã gây xôn xao dư luận khi ông mắc phải một loạt sai lầm nghiêm trọng khiến danh tiếng của ông bị lung lay. Trước hết, ông bị buộc tội lừa dối và thiếu tôn trọng chúng sinh. Nhiều người ngưỡng mộ sự chăm chỉ học tập của ông, một vị trụ trì với trình độ cao và nhiều tài năng. Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã không ít lần khen ngợi ông Quang vì khả năng học tập xuất sắc. Ông từng tốt nhất nghiệp, nghiệp ngành tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ, nay là Đại học Hà Nội. Vào ngày 2 tháng 1 chỉ trong vòng 2 năm, ông đã hoàn thành luận án tiến sĩ luật với kết quả xuất sắc. Thậm chí, ông còn hoàn tất chương trình trước thời hạn và được các giáo sư tại trường đại học luật ngợi khen về năng lực. Không chỉ dừng lại ở đó, ông Quang còn sáng tác hơn 150 nhạc phẩm về Phật giáo và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là vị tu sĩ Phật giáo có số lượng nhạc phẩm sáng tác nhiều nhất. Tuy nhiên, những thành tựu này đã bị đặt dấu chấm hỏi khi sự thật về bằng cấp của ông Quang bị vạch trần. Ông không có bằng tốt nghiệp cấp 3, nhưng vẫn có thể lấy được bằng tiến sĩ nhờ sử dụng bằng cấp giả. Đây là hành vi giang dối và phản bội lại lòng tin mà người đời đặt vào Phật giáo. Đối với người tu hành, truyền giảng những chân lý của Phật và thực hành giáo Pháp là điều cốt lõi, vậy tại sao ông lại cần đến tấm bằng tiến sĩ khi bản thân còn chưa có bằng cấp 3? Có lẽ, ông đã quá quen thuộc với sự tôn sùng và hào quang mà xã hội mang lại và việc có thêm những tấm bằng chỉ khiến ông thêm phần uy tín trước mắt công chúng chính tham sân si đã khiến ông quang không thể kháng cự lại sự cám dỗ của danh vọng và hư danh học thuật câu hỏi đặt ra là tại sao các cơ quan có trách nhiệm lại cấp bằng cho ông khi sai phạm đã rõ ràng quy trình xét duyệt để nhận bằng tiến sĩ chắc chắn không thể sơ sài phải chăng sự nổi tiếng của ông Quang trong giới Phật giáo quá lớn khiến những người có quyền hạn e dè không dám lên tiếng? Hay có lẽ họ tin rằng việc giúp đỡ ông sẽ mang lại phúc đức cho bản thân? Dù lý do là gì, lừa dối chúng sinh là điều không thể chấp nhận, đặc biệt là với một vị chủ trì. Người tu hành cần giữ gìn sự chân thật, không thể để những sai lầm như vậy làm ô uế Phật giáo. Kính thưa quý vị, Thích Trân Quang từng dạy rằng, bất kỳ tôn giáo nào hứa hẹn về một tương lai lợi ích cho con người thì đó là tà đạo. Điều này, về mặt lý thuyết, không sai. Tuy nhiên, khi những lời dạy của ông lại xoay quanh việc cúng dường chùa chiền, cúng ma để nhận phước lành và sự hỗ trợ từ cõi âm, thì không rõ đạo của ông là chính đạo hay tà đạo. Ông Trân Quang cũng đã đưa ra những lời hứa về một tương lai tốt đẹp cho các tín đồ, nhưng là một tương lai khá xa vời. Ông nhấn mạnh rằng, nếu cúng tiền có mệnh giá lớn cúng hàng tấn xi măng hay thậm chí hiến tặng cả nhà đất cho chùa thì kiếp sau sẽ được hưởng giàu sang phú quý. Trong kiếp này, nếu không dâng hết của cải cho chùa, điều đó bị xem là tội lỗi. Ông cảnh báo, thậm chí đe dọa rằng nếu ai không cúng mà đi tiêu tiền vào việc khác như du lịch chẳng hạn thì sẽ gặp phải những bất hạnh bệnh tật. Tuy vậy, việc nhắc đến kiếp sau theo quan niệm của ông không hoàn toàn khớp với giáo lý Phật Bắc tông, bởi kiếp sau đó đã thuộc về cõi ma theo lời ông nếu không dâng hiến tài sản khi chết đi sẽ trở thành ma đói ngược lại nếu hiến hết của cải khi còn sống sẽ trở thành ma giàu có đạo của ông quả thật cao siêu vượt xa đạo lý thông thường ông khuyến khích tín đồ dâng hiến một cách vô điều kiện vô tư mà ông gọi là vô ngã trong khi ông và giáo hội của ông thì hưởng thụ ngay khi còn sống còn các tín đồ thì phải chờ đến khi chết mới mong được hưởng lạc điều này gợi nhớ đến một giáo lý mà tôi đã được dạy từ khi còn nhỏ đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc thời niên thiếu tôi đã thuyết phục ba mẹ dâng hiến toàn bộ tiền bạc tài sản cho hợp tác xã và cả gia đình phải sống bằng những thứ ít ỏi còn lại không dám đòi hỏi gì cũng như những tín đồ của ông ngày nay tin rằng sự dâng hiến là cách để đạt đến một điều thiêng liêng ở miền cực lạc nhưng sau nhiều năm tôi đã hiểu rằng sự cống hiến đó thực chất chỉ làm lợi cho một số ít người hưởng thụ cũng như việc tín đồ của ông cúng dường cho chùa nhưng thực tế tiền bạc chỉ vào tay những người như ông và các đồng chí của ông về việc ông thích trân quang và thầy thích minh tuệ theo một số thông tin từ facebook cả hai đều xuất thân từ tu viện trơn như nhưng giờ đây một người được cho là đã đạt đến tầng bồ tát thanh văn trong khi người kia còn ở tầng thấp hơn như súc xanh ngạ quỷ. Ông Trần Quang trước đây là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Tử, tôn chủ thiền phái Trúc Lâm, nhưng sau đó đã bị đuổi khỏi tu viện vì những hành động vi phạm. Ông Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, cũng là đệ tử xuất thân từ Thiền viện Trúc Lâm, nhưng hành động và lời nói của ông đôi khi mâu thuẫn với giáo lý mà ông từng học. Ông từng bị kỷ luật và bị trục xuất nhiều lần vì những vi phạm trong quá trình tu tập. Trong khi Thầy Thích Minh Tuệ người mới xuống tóc và xuất gia chưa lâu cũng không muốn tiết lộ thông tin về người thầy của mình hay nơi xuất gia vì lý do tôn trọng. Những lời khen ngợi của tín đồ dành cho thầy Minh Tuệ càng cho thấy rằng họ kỳ vọng vào hành trình gian truân mà thầy đang theo đuổi. Chúng ta kính chúc thầy Thích Minh Tuệ sớm đạt thành tựu trong con đường tu tập và hướng đến mục tiêu cao cả của mình. Thưa quý vị, có người đã sử dụng thơ của một nhà thơ nổi tiếng để viết về Thích chân Quang theo cách như sau. Lặng lẽ nghe chúng dạy dỗ nhau, cúng dường rồi cũng thành tiến sĩ. Lần này ông quyết không học nữa, cạo đầu mặc áo thu tiền cúng. Lặng lẽ mà xem chúng lại nhau, lại tiền lại bạc, lại danh vọng. Lần này ông quyết mua tiến sĩ, vài đồng bạc lẻ là có ngay. Thưa quý vị, đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được rằng Thượng tọa Thích Chân Quang lại có thể tự ý thay đổi giới cấm của Phật từ giới tà dâm thành giới không phản bội. Khi tôi tra cứu trên Google và vào trang web chính thức của chùa, tôi không thể tin nổi mắt mình. Thật sự, đây chính là nội dung của giới quy y tại chùa Thiền Tôn Phật Quang. Các bạn có thể kiểm tra đường dẫn ở cuối bài viết và phóng to hình để xem rõ hơn. Bài viết còn cho biết rằng, chỉ trong 3 ngày đầu năm 2023, đã có 1.500 người quy y tại chùa của Thượng Tọa Thích Trân Quang với tờ giấy quy y có nội dung như đã đề cập. Không chỉ tự ý thay đổi giới cấm, mà tờ giấy quy y này còn đặt thêm các điều nguyện đáng kinh ngạc khác, chẳng hạn như điều thứ 8 trong 9 điều nguyện, nguyện tận giả trung thành, vâng phục tôn sư. Có nghĩa là phải trung thành và tuân theo thượng tọa thích chân quảng. Điều thứ 9 của họ là nguyện không tu hành một mình. Phật giáo từ xưa đến nay không yêu cầu sự trung thành với cá nhân nào. Ngay cả Đức Phật cũng khuyên không nên vội tin vào ngài. Vậy tại sao bây giờ một thượng tọa lại yêu cầu Phật tử phải tuyệt đối trung thành và vâng phục mình? Đức Phật đã dạy rằng mỗi người phải tự làm hòn đảo để nương tựa, tự thắp đuốc soi sáng đường đi của mình. Vậy vì sao bây giờ thượng tọa Thích Chân Quang lại cấm Phật tử tự tu hành? Điều khó hiểu nhất chính là việc thay đổi giới tà dâm thành giới không phản bội. Phản bội đã nằm trong các giới như trộm cắp nói dối, sát sinh. Vậy tại sao lại cần tách ra thành một giới riêng và bỏ hẳn giới tà dâm? Và không phản bội ở đây có nghĩa là gì? Không phản bội ai? Không phản bội tôn sư chăng? Việc tự ý sửa đổi giới luật và đặt ra các điều nguyện trái với tinh thần và giáo lý của Đức Phật như những gì Chùa Thiền Tôn Phật Quang và Thượng Tọa Thích Trân Quang đang làm. Liệu có phải là đang công khai phá hoại Phật Pháp những hậu quả không thể đo lường được từ nội dung quy y này sẽ ảnh hưởng đến ai và ai sẽ chịu trách nhiệm cho những hệ lụy này thượng tọa thích trân quang liệu có thể thoát khỏi hậu quả hay không tôi đã theo ông ấy nhiều năm và cảm thấy mình có trách nhiệm chia sẻ những điều này với quý vị để cảnh giác trước những nguy hiểm tiềm tàng tôi viết bài này để cộng đồng biết và tránh xa khỏi con rắn độc này một số năm trước có ai đã từng thấy hình ảnh Thích chân Quang cầm đàn guitar với một cây đàn khác bên cạnh không? Ông ta từng tuyên truyền việc uống run đất có thể chữa HIV và COVID. Nhiều năm trước, người ta cũng đã đặt nghi vấn về những cái chết bất thường của một số đệ tử tại chùa của ông ta như trường hợp tự thiêu và tai nạn giao thông. Một cái chết khác liên quan đến một thầy tên Pizza mà chùa thông báo là té cầu thang. Tôi nghĩ cần có cơ quan chức năng điều tra về những cái chết bất thường này. Trong một bài giảng trước đây, ông ta từng khuyến khích thanh thiếu niên tiêu diệt kẻ ác nếu không thể cảm hóa được. Đây là một quan điểm rất nguy hiểm vì việc tiêu diệt kẻ ác là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, không phải của dân thường. Nghe nhiều bài giảng của ông ta, người ta dễ dàng hiểu rằng ông ta muốn tự nhận mình đã chứng thánh, đệ tử của ông ta còn tôn vinh ông là một bậc chân tu thánh đức nhưng chưa có bằng chứng nào xác thực điều này. Ngoài ra, ông còn sử dụng những lời dọa nạt và câu chuyện giả dối như thẻ ATM thần kỳ để lôi kéo người theo. Ông ta còn dùng lời lẽ ác khẩu trong các bài giảng và xúc phạm danh tướng Lý Thường Kiệt. Điều này thật khó có thể chấp nhận. Sau đó, khi vụ việc lắng xuống, trong một bài giảng gần đây, ông ta lại tiếp tục xúc phạm thầy Minh Tuệ, để gọi thầy là thằng ba trợn tà tư duy dù thầy Minh Tuệ không hề có hành động gì xúc phạm ông ta. Điều này đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng và ông ta đã phải chịu những hậu quả ngay lập tức. Số lượng Phật tử đến chùa vào dịp lễ Phật đản đã giảm từ 68.000 xuống còn 20.000 người sau những lời lẽ xúc phạm của ông đối với các bậc chân tù. Sau những phát ngôn thiếu cẩn trọng đó, ông đã gặp phải nhiều sự cố không may. Tiếp đến, ông tự sáng tạo ra giới không phản bội dám loại bỏ giới tà dâm trong năm giới cơ bản của Phật giáo khiến nhiều người nghi ngờ động cơ của ông. Ông lập luận rằng giới không phản bội đã bao gồm cả giới tà dâm nhưng cách giải thích này bị đánh giá là phi lý, thiếu thuyết phục và thiếu trí tuệ. Một Phật tử dụ dỗ một ni cô để làm việc không đứng đắn có được xem là phản bội không? Nếu theo lý thuyết của ông, điều đó không vi phạm giới. Một người có quan hệ với động vật thì sao? liệu có bị coi là phản bội? Một sư thầy và một ni cô có quan hệ với nhau thì có vi phạm không? Một người trưởng thành có quan hệ với trẻ vị thành niên cũng không bị coi là phạm giới nếu áp dụng lý thuyết không phản bội của ông Trân Quang. Hai cặp vợ chồng có quan hệ qua lại mà cả hai bên đồng thuận thì cũng không vi phạm giới theo cách lý giải kỳ lạ của ông. Nếu nhà nước và giáo hội không can thiệp, liệu những hành vi này có trở thành vô tội? điều này cho thấy những tư tưởng ông đưa ra là cực kỳ nguy hiểm đe dọa đến giới luật và cả xã hội các tu sĩ có thể lợi dụng điều này để vi phạm và thiên nhiên có thể bị hủy hoại bởi những hành vi thiếu kiểm soát còn về việc ông có sử dụng rượu hay các chất kích thích không vẫn chưa rõ nhưng việc xuất hiện chai thuốc bổ thận đã làm dấy lên nghi vấn sự hiện diện của một loại thuốc bổ thận tráng dương khiến người ta lo ngại rằng ông không giữ được sự thanh tịnh ông đã lợi dụng miệng lưỡi để dụ dỗ Phật tử hiến đất cho mình. Một trường hợp rõ ràng là một Phật tử ở Long Thành đã hiến tặng ông nhiều mảnh đất. Nhiều nguồn tin cho biết, ông đã nhận đất hiến dường nhưng không xây chùa. Thay vào đó, ông sử dụng cho mục đích cá nhân. Ông còn lấn chiếm đất rừng phòng hộ ở Vũng Tảo và gần đây đã mua một ngôi chùa tại quận 12 mang tên Biểu Lâm. Việc ông ép vị sư chủ trì bán chùa với giá rẻ mạt đã khiến nhiều người phẫn nộ. Trong thời gian dịch Covid, ông còn bán thuốc địa long với giá cắt cổ để trục lợi, ép người khác mua mà không chữa trị đúng cách, khiến nhiều người qua đời. Việc ông sử dụng tiền của bá tánh để mua xe sang, đất đai, biệt thự là điều mà nhiều người dễ dàng nhận thấy. Tuy nhiên, tài sản thực sự của ông bao nhiêu, chỉ có cơ quan chức năng mới biết chính xác. Nhiều ước tính cho rằng tài sản của ông có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng nhưng việc ông làm gì với số tiền đó thì không ai rõ. Ông cũng không công khai sao kê về việc sử dụng sử dụng các khoản quyên góp. Việc ông bị cáo buộc xâm hại tình dục một số Nico đã được điều tra từ năm 2009. Mặc dù sự việc xảy ra đã lâu, nhưng không hiểu vì lý do gì mà vụ việc lại bị lãng quên. Các đơn tố cáo ông Trân Quang chất thành đống lên đến hàng chục kg, nhưng lại bị bỏ qua. Thích viên giác, chủ trì chùa Tử chân từng lên tiếng bảo vệ ông trong giai đoạn này. Năm 2020, vụ việc lại bị khơi dậy và mọi người có thể dễ dàng tìm thấy các bản ghi âm trên YouTube để hiểu rõ sự việc. Còn về nghi vấn ông có quan hệ không rõ ràng với các Phật tử thì không cần phải bàn thêm. Ông từng chụp ảnh thân mật với một nữ Phật tử và những đơn tố cáo ông vi phạm giới luật đã bị ông che đậy. Mỗi khi có scandal, ông luôn biện minh rằng mình vô tội và bị hại năm giới luật cơ bản của phật giáo không được ông tuân thủ nghiêm túc nhưng ông vẫn tự xưng là chân tu liệu điều đó có xứng đáng không một điểm đặc trưng của ông là ông không bao giờ xin lỗi dù đã giảng dạy rất hay về ý nghĩa của sự sám hối nhưng chưa bao giờ người ta nghe thấy lời xin lỗi từ ông trân quang trước những sự cố mà ông gây ra nếu ông trân quang có gia đình có lẽ ông sẽ trở thành một người đàn ông độc đoán khó chịu Tính cách của ông thường hay chỉ trích người khác, cho rằng chỉ mình đúng và cả thế giới đều sai. Trong mọi câu chuyện, ông ta luôn tự cho mình là nạn nhân. Ông nhiều lần tuyên bố bị đầu độc, bị truyền thông bôi nhỏ, bị hãm hại, nhưng chưa bao giờ đưa ra bằng chứng cụ thể về những cáo buộc này. Luôn có vệ sĩ bao quanh, và chùa của ông thì được bảo vệ nghiêm ngặt với hàng chục người. Bước vào chùa, cảm giác như đang đi vào sào huyệt của một tên trùm mafia ông trân quang còn có thói quen chính trị hóa mọi vấn đề biến mọi sự liên quan đến ông thành vấn đề của cả đất nước và phật giáo dù không giữ vai trò chính thức trong giáo hội hay chính quyền nhưng việc không xử lý sớm những hành động của ông có thể dẫn đến những nguy cơ lớn tóm lại dù vì lý do gì đi nữa sự vi phạm của ông đã bị phát giác tôi chỉ muốn đề cập đến việc ông đã vi phạm ngũ giới mà điều này đã đủ để làm sáng tỏ chưa kể đến những vấn đề khác liên quan đến mối quan hệ của ông với xã hội. Trong cách ông đối xử với đệ tử và Phật tử trong suốt nhiều năm, nếu xem xét theo kinh điển Phật giáo và những hành vi của ông, thì ông đã tự tạo nghiệp rất nặng. Những vi phạm của một người khoa cáo tu hành như ông không chỉ làm tổn thương lòng tin của Phật tử, mà còn có thể đẩy ông vào cõi khổ. Nếu những hành động của ông không sớm bị ngăn chặn, thì sẽ là mối đe dọa lớn cho các thế hệ tương lai hy vọng rằng chính quyền sẽ can thiệp để đem lại sự bình yên cho nhân dân, bởi vì đằng sau ông là một lực lượng thanh niên vô cùng nguy hiểm. Mong rằng ông Thích Trân Quang sẽ sớm nhận ra những sai lầm của mình và thành tâm, sám hối. Câu hỏi đặt ra là liệu những thanh niên theo ông có đang bị mù quáng? Họ tôn sùng một người tu sĩ với những biểu hiện kỳ lạ. Quàng khăn kín mít trong khi trời nóng, chống gậy như kẻ bệnh tật, nhưng lại hám danh tìm cách sửa đổi giới luật để phục vụ cho lòng tham của mình. Sửa đổi giới luật của Đức Phật như việc thay đổi giới không tà dâm thành không phản bội, chính là một hành vi phản bội. Phản bội Đức Phật và giáo Pháp của Ngài dẫn đến tình trạng lộn xộn, làm giả thành thật. Một lần, tôi nhìn thấy hình ảnh và video của Thích Trân Quang đeo đồng hồ, và sau đó tôi phát hiện rằng ông có cả một bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ ông thường đeo đồng hồ với mặt quay vào trong như phụ nữ không phải vì tinh tế mà để khi ông giảng đạo lý phật tử có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc đồng hồ của ông đúng là cách cư xử của dân trời với những biểu hiện như vậy thật khó để tin rằng ông đang buông bỏ vật chất như tinh thần người tu hành đáng lẽ phải có người ta đi tu để giải thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian đặc biệt là những thứ vật chất xa hoa nhưng khi nhìn vào ông tôi chỉ thấy sự ngược đời một người tu sĩ mà lại chìm đắm trong vật chất và sự xa hoa không phải ngẫu nhiên mà thầy thích minh tuệ lại có sức hút lớn đến như vậy bởi vì thầy tuệ thật sự khác biệt không giống những người thầy khác chỉ thích cúng dường thích nổi tiếng trên mạng xã hội thích đồng hồ đắt tiền hay siêu xe thầy thích minh tuệ không dùng điện thoại không sử dụng mạng xã hội không đeo đồng hồ không ngồi trên những chiếc siêu xe và thậm chí ngài không mang giày Tất cả những điều này để thể hiện một lối sống tu hành mà nhiều người như ông Quang có lẽ sẽ không bao giờ hiểu thấu. Khi quan sát lâu ngày, người ta nhận ra ở ngài sự thanh cao, thuần khiết, từ đó khơi dậy trong lòng họ niềm tin và niềm vui mà họ trước đây đã đặt sai chỗ. Rõ ràng cần có quy định cụ thể về việc sử dụng tài sản vật chất đối với các nhà sư, đặc biệt là trong việc quản lý các nguồn cúng dường.